Imperium là đế chế lớn nhất và hùng mạnh nhất giữa các vì sao kể từ thời đại mà loài Eldari suy đồi và gánh chịu sự sụp đổ thích đáng của mình. Sự đông lớn của vương quốc này cung cấp cho nó nguồn tài nguyên và sức mạnh quân sự khổng lồ, nhưng đồng thời cũng mang lại xung đột với vô số kẻ thù và đảm bảo rằng mọi vùng không gian của Imperium đều luôn gặp nguy hiểm. Mặc dù các bản đồ chính thức thể hiện ranh giới của lãnh thổ hoàng gia một cách rõ ràng và chắc chắn, sự thật là chúng luôn nằm trong tình trạng biến động không ngừng. Ngay cả segment tâm Solar cũng không phải một khu vực ổn định và thống nhất trung tâm như Administratum muốn người dân của họ tin tưởng. Đi càng xa khỏi Holy Terra thì các lãnh thổ của Imperium lại càng nhanh chóng trở nên hoang dã và nguy hiểm hơn, với đầy rẫy các khu vực rộng lớn vượt ngoài tầm kiểm soát của các lãnh chúa tối cao. Biên giới xa xôi của những khu vực như Halo Stars, Veil Legion và Western Fringe là những vùng nguy hiểm hơn cả, với việc các thế giới sụp đổ vì bị xâm lược hoặc biến thành kẻ phản bội cũng nhanh như thể việc các hành tinh mới được khám phá và chinh phục bởi những đội tàu thám hiểm Rogue Trader hùng hãn. Những chiến binh trung thành của Imperium tụ họp đằng sau chiến lũy của họ và nhìn ra khoảng không tối tăm phía xa, luôn cảnh giác với vô số mối nguy hiểm đang chờ đợi họ trong bóng tối giữa các vì sao. Đối với hầu hết trong số này, đây không còn là câu hỏi liệu có mối đe dọa khủng khiếp nào đó sẽ giáng xuống thế giới của họ hay không, mà là nó sẽ đến khi nào và nó sẽ khoác lên hình dạng quái dị gì khi nó tới. Vô số mối hiểm họa ẩn nấp bên ngoài biên giới của đế chế, không ngừng tập hợp sức mạnh của chúng và lựa chọn thời cơ để tấn công. Những kẻ dị giáo tôn thờ hỗn mang thường đi đầu trong số những kẻ thù độc ác này. Bè lũ Astartes phản bội, cai trị các đế chế riêng của chúng nhân danh các vị thần bóng tối và ập xuống vương quốc của hoàng đế để tàn phá và cướp bóc theo ý thích. Một số cưỡi theo các dòng chảy thủy triều dâng cao của những cơn bão warp đang ập đến, trong khi những kẻ khác tiến hành các cuộc đột kích chớp nhoáng để cướp phá hoặc tập hợp thành các hạm đội xâm lược khổng lồ được chỉ huy bởi những chúa tể mạnh mẽ. Ví dụ điển hình nhất chính là 13 cuộc thập tự chinh đen của Abaddon the Despoiler, mà giữa chúng, những nút thắt của chính bức màn thực tế đã bị phá hủy. Và như một số người cho rằng, đã báo trước về sự khai sinh của The Great Rift. Các mối đe dọa Xenos vô số kể cũng đang bao vây Imperium từ mọi phía. Nhân loại chạm trán với những loài thù địch quái dị mỗi ngày, từ những đàn Enslaver đánh cắp tâm trí và Hurrut thao túng thời gian cho đến Vigor kỳ sinh nhiệt. Một số loài là cư dân của một thế giới duy nhất. Rất nhiều trong số này hầu như không vượt quá mức động vật săn mồi theo bản năng hoặc sinh vật kỳ sinh. Chắc chắn là nguy hiểm nhưng không phải là mối lo ngại quá lớn. Mối đe dọa thực sự là những loài Xenos sở hữu lãnh thổ bao trùm cả hệ thống sao. Đế chế Thau theo chủ nghĩa bành trướng lãnh thổ mạnh mẽ đã vươn tới phía đông và ép mạnh vào biên giới của Imperium. Loài Orc man rợ liên tục thực hiện những cuộc hòa và tàn phá thiên hà như thể những cơn sóng thần đẫm máu đang dần bào mòn bức tường thành của nhân loại hết lần này đến lần khác. Những thế giới lăng mộ của loài Necron thực tinh thường là ngay bên dưới chân những cư dân đế chế kinh hãi. Vô vàn binh đoàn, kim loại và hạm đội xâm lược kiêu ngạo của chúng quét xuống từ không gian để tàn phá các thế giới và tiêu diệt bề tôi của hoàng đế như thể sâu bọ. Các hạm đội tổ ong của loài Tyrannis tiến vào thiên hà từ mọi góc độ, cuồn cuộn hiện ra từ bóng đêm như thể những xúc tu của một con thủy quái khổng lồ để quét sạch tất cả sự sống hữu cơ trong tầm mắt với cơn đói khát không thể thỏa mãn. Trong khi đó, thông qua các nỗ lực thám hiểm thiên hà bằng các thảm họa kinh hoàng, các mối đe dọa Xenos mới đang không ngừng được khám phá, chồng chất nỗi kinh hoàng tới từ đằng sau biên giới của Imperium, sẵn sàng ập số nhân loại mà không báo trước. Du hành không gian là một nỗ lực cực kỳ mạo hiểm. Warp tràn ngập với những mối nguy hiểm được giăng ngẫu nhiên trên các lối đi, trực chờ bắt lấy những người bất cẩn cũng như kém may mắn. Các trục trặc kỹ thuật, va chạm, sự xâm nhập từ bên ngoài và điểm dị thường của Warp đã khiến nhiều con tàu gặp nạn và sau cùng là trôi dạt một cách vô định trong dòng chảy của biển linh hồn. Điều này luôn là một tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, sự rộng lớn của không gian và sự nguy hiểm của Warp đã đảm bảo rằng chỉ một phần rất nhỏ trong vô số các xác tàu này có thể được phép trục vớt. Thay vào đó, những con tàu ma này tiếp tục trôi đi không điểm đến. Những pháo đài khổng lồ vô chủ bị các dòng chảy cuốn đi cho đến khi chúng bị nuốt chửng bởi những cơn bão Warp tiếp theo. Những điểm dị thường này nghiền nát xác của các chiến hạm, trạm không gian, tàu chở hàng, dân sự và mảnh vụn không gian khác nhau và ép chúng vào với nhau để rồi tạo ra một sự kết tụ khổng lồ, được gọi là Spyhawk. Phần lớn những công trình mèo mó này có kích thước nhỏ,
không lớn hơn một con tàu khu trục hoặc một con tàu vận chuyển thường thấy. Tuy nhiên, cũng có những tạo vật khổng lồ hơn nhiều, giống với những mảnh vỡ hành tinh trôi dạt. Bên trong chúng là một mạng lưới tổ ong rối rắm với các lối đi chằng chịt, không gian méo mó, các quần thể sinh vật quái dị và những hành lang luôn chuyển động như thể một ma trận không lối thoát. Hứa hẹn những ai dám đặt chân vào với những kho báu cổ xưa hoặc là những nỗi kinh hoàng chết chóc. Các Spyhawk được trôi theo dòng chảy của Warp có thể đột ngột trôi ra không gian thực, thường sẽ trôi dạt một cách đáng ngại gần các hệ sao trước khi nhanh chóng biến mất một lần nữa như chưa từng tồn tại. Đội Imperium xem như là những điềm báo về những sự kiện thảm khốc sắp tới, chủ yếu là vì những con tàu ma kỳ dị này thường là nơi ẩn náu cho những lực lượng thù địch. Các đạo quân của những kẻ tôn thờ hỗn mang hoặc các bộ lạc khổng lồ của loài Orc thường sử dụng các Spyhawk làm phương tiện để thực hiện những cuộc xâm lược bất ngờ, kể cả khi chúng đang bị xâm chiếm bởi quỷ dữ và các sinh vật biến dị khác của Warp. Rất nhiều trong số này đã bị lây nhiễm nặng bởi những loài Xenos săn mồi hoặc các sinh khối chết người thuộc về loài Tyrannis, buộc phải bị săn lùng và tiêu diệt bởi các nhóm thợ săn tinh nhuệ của Imperium trước khi chúng kịp lan truyền vết nhơ của mình đến các thế giới lân cận. Vô số mối nguy hiểm rình rập bên trong vương quốc của hoàng đế, sự khó khăn của cuộc sống hàng ngày gieo hạt cho sự oán giận và sự khổ hạnh sinh ra những tâm trí nổi loạn. Những con quái vật đột biến và những kẻ thù giấu mặt rình rập trong màn đêm và cơn thịnh nộ của những kẻ mị dân suy đồi đã dẫn các tín hữu của chúng vào địa ngục. Để chống lại những kẻ thù này, nhân loại phải luôn cảnh giác. Nhưng mặc cho tất cả các mối đe dọa hiểm ác đang rình mò bên ngoài tầm với của ánh sáng yếu ớt của nền văn minh, nhiều người tin rằng chính những gì đang ẩn náu bên trong vương quốc của hoàng đế mới chính là mối nguy hiểm lớn nhất đối với sự tồn vong của loài người. Từ sự bất ổn và những khả năng phi tự nhiên của Warp cho đến các giáo phái thờ quỷ dữ, dị giáo công nghệ và những kẻ phản bội thần Xenos, thêm vô vàn kẻ thù khác đang trỗi dậy từ giữa những làn sóng người vô tận với mỗi ngày trôi qua, khiến những cuộc nổi loạn trở thành chuyện thường trực đương nhiên. Các quy tắc của luật pháp hoàng gia vô cùng khắc nghiệt, đến mức nhiều người đã để sự cám dỗ của sự bất trung chiếm lấy mình ngay cả khi không có tác động của hỗn mang và dị giáo, với hy vọng thoát khỏi những giới hạn của nó. Hình phạt của những kẻ phản bội này chắc chắn là khủng khiếp. Trong nhiều trường hợp, nó là một cái kết xa vời, bởi vì bộ máy của Imperium rất cồng kềnh và chậm chạp. Nhưng dù thế nào, nó cũng sẽ đến. Cơn thịnh nộ của Imperium sẽ không bỏ sót bất kỳ kẻ phản bội nào. Sự đột biến là một tai họa phổ biến khác đang ẩn nấp trong vô số góc tối của các thuộc địa đế chế. Nguyên nhân của nó là vô số kể, từ chất thải công nghiệp và chất độc có sẵn của môi trường, sự tiếp xúc kéo dài nhiều thế hệ với những điều kiện tự nhiên kỳ lạ của các thế giới mới, các tia bức xạ làm sai lệch tính di truyền, hay nguy hiểm nhất là ảnh hưởng của hỗn ma. Lý do cuối cùng này đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết kể từ khi The Great Rift mở ra. Và đó chính là lý do tại sao Imperium gần như không khoan dung với sự tồn tại của những người bị đột biến, ngay cả nhỏ nhất. Trong khi các nhánh hữu ích của người đột biến, chẳng hạn như Orgrins, Rattlings hay Navigator, được trưng dụng như những công cụ hữu ích, thậm chí là thiết yếu cho sự vận hành của Imperium, thì đại đa số những người dính vào lời nguyền đột biến đều luôn phải đối mặt với cái chết nhằm ngăn chặn nguy cơ phát tán sự biến dị của mình. Kể từ khi được sinh ra, người dân của Imperium đã được dạy cách căm ghét, sợ hãi và nhận biết người đột biến, và việc không báo cáo về sự tồn tại ghê tởm đó là một tội được xem là tương đương với dị giáo. Tất nhiên, một nền văn hóa không khoan dung như vậy đã thúc đẩy một số lượng lớn những người đột biến lành mạnh và trung thành đến với con đường tuyệt vọng tới mức phải tìm đến vòng tay của các vị thần bóng tối. Nhưng dù có nhận ra điều này hay không, thì trong thời đại chiến tranh hỗn loạn này, Imperium không thể chấp nhận được những hậu quả khôn lường của lòng thương xót. Không phải tất cả những kẻ dị giáo phản bội đều là dị nhân. Giữa cảnh khốn cùng của đế chế, có vô vàn lý do để khiến người ta tìm đến việc tôn thờ các vị thần bóng tối của Warp. Một số tìm kiếm sự giải thoát khỏi cuộc sống nô lệ, nghèo đói và cực nhọc vô tận của mình. Một số khác lại khao khát quyền lực hoặc ảnh hưởng để che chở cho những người phụ thuộc vào họ, hoặc để trả thù những người đã áp bức họ. Rất ít người rơi vào những cám dỗ ngọt ngào của các vị thần bóng tối có khởi đầu là kẻ ác. Tuy nhiên, sự tha hóa của hỗn ma là một vực thẳm của đạo đức và lý trí sẽ nhanh chóng dẫn đến sự suy đồi hoàn toàn. Các giáo phái vô số kể tập hợp trong những góc tối của các thành phố tổ ong, các tu sĩ điên loạn thực hiện những nghi lễ nhuốm máu trên khắp các vùng biên giới, những tâm trí mềm yếu trong giới quý tộc rơi vào vòng tay của các hội kín đi theo chủ nghĩa khoái lạc,
trong khi những hiểu biết nông cạn về các ký tự cổ đại hoặc di vật tôn giáo có thể vô tình dẫn các học giả của chúng vào những nghi lễ đen tối có thể hủy diệt cả hành tinh. Stryker là những dị nhân nguy hiểm nhất của nhân loại. Những cá nhân này có thể chạm vào warp bằng tâm trí của họ, hút năng lượng của nó để định hình lại thực tại. Một số có thể tạo ra vật chất từ hư vô hoặc thoáng nhìn thấy tương lai. Những người khác lại có được khả năng thay đổi ngoại hình theo ý muốn hoặc đoạt lấy mạng sống của người khác chỉ với một chút suy nghĩ. Một số kẻ quỷ quyệt hơn còn có thể đọc và ảnh hưởng đến tâm trí của những người khác, điều khiển họ như những con rối bất lực từ màn đêm hoặc trỗi dậy như những kẻ độc tài. Nhiều trong số những khả năng này rất hữu ích đối với Imperium. Các Stryker được phát hiện sớm bởi những đội tàu Black Ship khét tiếng và vượt qua quá trình thanh tẩy linh hồn đau đớn, được phép tồn tại và phục vụ Imperium như một vũ khí sống hoặc công cụ đắc lực trong các chiến trường tâm linh. Tuy nhiên, cứ mỗi dị nhân ngoại cảm được phát hiện và giải cứu an toàn, vô số khác đã vượt khỏi tầm với của Imperium. Những người hiểu và kiểm soát được sức mạnh của mình cũng đã là một mối đe dọa lớn, nhưng thậm chí còn tồi tệ hơn nữa là những người không thể. Vì Stryker chính là những cánh cổng liên kết Immaterium với thiên hà vật chất dễ bị tổn thương nhất. Tâm trí của một Stryker hiện lên rõ ràng trong warp như thể ngọn đèn trong đêm đen. Và bằng cách sử dụng sức mạnh của mình, một Stryker sẽ mở ra một cây cầu giữa thực tế và cõi ảo mộng đó, một con đường mà những con quỷ có thể lần theo để xâm nhập vào không gian thực. Nếu không có được ý chí mạnh mẽ hoặc sự đào tạo chuyên sâu, sẽ có rất ít sự bảo vệ chống lại những thực thể cơ hội này, và nó luôn dẫn tới những hậu quả khủng khiếp. Đôi khi, nó chỉ diễn ra dưới những thay đổi vật lý, làm biến dạng và thay đổi cơ thể của Stryker với những đột biến kinh dị hoặc khiến họ tham gia vào những cuộc giết chóc điên loạn. Tuy nhiên, những con quỷ mạnh mẽ và xảo quyệt hơn còn có thể chiếm hữu hoàn toàn xác thịt của một Stryker và sử dụng chúng để trà trộn vào cộng đồng thiếu cảnh giác, giấu đi hình dạng thực sự trong khi nuôi dưỡng những âm mưu và sức mạnh để thúc đẩy các mục tiêu hiểm độc của riêng mình. Các vị thần hỗn ma ngự trị trong vương quốc vô tận và luôn thay đổi cổ áp. Những thực thể cổ xưa có sức mạnh không thể tưởng tượng được cùng với sự ác độc vô biên. Chúng nhìn vào không gian thực với con mắt thèm muốn và không ngừng lên kế hoạch để tàn phá nó. Có bốn thực thể quái dị như vậy đang tồn tại, là đại diện của những nỗi ám ảnh và sợ hãi phàm trần. Mỗi kẻ đều chắc chắn rằng chỉ chúng và một mình chúng có quyền thống trị tất cả. Trong warp, những suy nghĩ và cảm xúc tương tự nhau tụ họp lại thành những dòng năng lượng tâm linh thuần khiết. Chúng tạo thành những con sông và những dòng xoáy của sự khổ hạnh, những bể vô đáy của lòng hận thù và những dòng thác kiêu ngạo. Kể từ thuở bình minh của chính thời gian, những dòng thủy triều này đã chảy qua warp. Sức mạnh của chúng lớn đến mức sau đó chúng đã hình thành nên những sinh vật đi ra từ những giấc mơ và ác mộng đầu tiên. Cuối cùng, thông qua nguồn năng lượng tâm linh vô tận được tạo ra từ trí tưởng tượng và nỗi kinh hoàng của người phàm, những sinh vật không hình dạng, vô tri này đã có khả năng nhận thức và các vị thần hỗn mang đã chào đời. Khi các chủng tộc trong thiên hà thịnh vượng và phát triển, thì những hy vọng và ước mơ của họ, cơn thịnh nộ và những cuộc chiến tranh, tình yêu và lòng hận thù của họ cũng lớn theo. Dòng năng lượng tâm linh khổng lồ này đã nuôi dưỡng các vị thần của Warp và hình thành nên sức mạnh đèn tối của chúng. Cuối cùng, chúng đã tìm đến những người tạo ra mình thông qua những giấc mơ của họ. Chẳng bao lâu sau, khi tìm thấy tiềm năng của thực tại, chúng đã bắt đầu một hành trình vĩnh cửu nhằm thống trị thế giới vật chất và vô số chủng tộc của nó. Một vị thần hỗn mang phát triển sức mạnh thông qua hành động và suy nghĩ của người phàm. Những người tôn thờ các vị thần bóng tối và hành động theo ý nguyện của chúng sẽ được hưởng những món quà kỳ lạ, những sức mạnh phi thường và thậm chí có thể là sự bất tử. Các vị thần hỗn mang đối đầu với nhau liên tục trong warp, ném các đạo quân vô tận gồm các tín đồ quỷ dữ của chúng vào những cuộc xung đột trong khắp địa ngục luôn thay đổi của vương quốc hỗn ma. Nhưng tín đồ phàm trần của chúng cũng gây chiến tranh trong không gian thực, luôn chiến đấu để đạt được mục tiêu của vị thần bảo trợ, với hy vọng về phần thưởng sẽ trao cho chúng quyền năng lớn hơn nữa. Khorne là vị huyết thần, hiện thân của chiến tranh, sự đổ máu và những cơn thịnh nộ vô tri. Những ai theo hắn thường mô tả hắn là một chiến binh cao chót vót với bộ giáp quái dị. Hắn ngồi trên một chiếc ngai vàng bằng đồng thau khổng lồ, đặt trên đỉnh một ngọn núi được bao phủ bởi hàng nghìn tỷ đầu lâu của phàm nhân. Mũ giáp của Khorne được tạo kiểu giống như đầu của một con chó săn khát máu, lỗ mũi phun ra khói và lửa, đồng thời có những đặc điểm kỳ dị bị che khuất một nửa bởi chiếc mặt nạ với hình dạng đầu lâu. Bàn chân của hắn được hình dung như móng guốc trẻ đôi,
Đôi mắt của hắn là những hốc đỏ rực lửa của lòng căm thù sâu sắc nhất và mãnh liệt nhất có thể tưởng tượng được. Đặt bên cạnh Khorne là thanh kiếm vĩ đại nhất và có sức tàn phá khủng khiếp nhất từng được tạo ra, được biết đến khắp thiên hà với nhiều cái tên: Worldbringer, Warmaker và End of All Things. Người ta nói rằng nếu Khorne vung thanh kiếm khổng lồ này, hắn có thể cắt đứt chính bức màn của thực tại, cho phép những binh đoàn quỷ dữ điên cuồng của mình tràn ra ngoài. Giáo điều của những kẻ tôn thờ Khorne nói rằng hắn mong muốn tạo ra một cuộc chiến vĩnh cửu với sự đổ máu bất tận. Hắn không quan tâm liệu chiến binh của hắn hay vô vàn kẻ thù của hắn đang đổ máu, miễn là máu vẫn tiếp tục chảy. Người ta nói rằng cơn thịnh nộ của chúa tể chiến tranh là vô tận, lòng căm thù và sự khát máu của hắn hoàn toàn không thể ngồi ngoài. Đền thờ của hắn là chiến trường, đàn tế của hắn là chiến hào rực lửa, đấu trường đẫm máu và các thành phố bị dày xéo bởi đạn pháo. Tất cả những người tham chiến đều gián tiếp tôn thờ Khorne bằng hành động của mình, dù họ có muốn hay không. Và trong thời đại mà thiên hà đang xung đột không ngừng nghỉ này, vị huyết thần đã thực sự trở nên hùng mạnh. Được biết đến với những danh hiệu như kẻ thay đổi con đường, pháp sư vĩ đại và kiến trúc sư của số phận, Zinj là vị thần đại diện cho sự thay đổi, vận mệnh và phép thuật không giới hạn. Những người tôn thờ hắn củng cố quyền năng cho vị thần của mình thông qua sự thao túng và những mánh khóe đen tối, cũng như bằng mong muốn liên tục thay đổi và đậy hình lại thực tế. Được miêu tả như một sinh vật luôn thay đổi, với da thịt bò lồm ngồm với hàng ngàn khuôn mặt đang cười, đang thì thầm, thổn thức, tiên tri và lừa dối. Zinj thường hiện hữu với những chiếc sừng xoắn ốc được bao bọc trong ngọn lửa bí ẩn và được vây quanh bởi những tinh vân chứa đầy ma thuật. Chúng xoắn lại và thay đổi để hiển thị những địa điểm và nhân vật mà số phận của họ đang được hắn chú ý. Những kẻ tôn thờ Zinj hiểu rằng hắn có những mưu đồ của riêng mình, những kế hoạch điên loạn với sự phức tạp khủng khiếp đến mức đủ để khiến ngay cả những bộ óc thông thái nhất của con người phát điên. Những đầy tớ của vị thần của sự đổi thay hoạt động không ngừng nghỉ để hắn hoàn thành những âm mưu không thể thấu hiểu của hắn. Đối với kẻ thù của chúng thì thoạt nhìn, nhưng rồi khi thời cơ đến, chúng sẽ đoạt lấy mục tiêu một cách ngoạn mục và đẫm máu. Bố già Nurgle được cho là một kẻ vừa hào phóng vừa ác độc, vì hắn là nguồn gốc của mọi bệnh tật, dịch bệnh, ký sinh trùng và tai ương từng đày đọa chúng sinh. Song hắn lại hiếm khi được mô tả là một vị thần ác độc, mà thay vào đó, hắn coi những bệnh dịch của mình là những món quà được ban tặng một cách vô tư để duy trì vòng luân hồi vô tận của cái chết, sự suy tàn và sự sống không giới hạn sẽ sinh sôi sau đó. Hắn thường được miêu tả là một khối thịt khổng lồ đang thối rữa, chứa đầy ký sinh trùng, trong đó vô số bệnh tật và những đàn dòi bọ mang bệnh dịch trú ngụ. Làn da đầy mụn mủ của hắn có màu xanh lục, trong khi những nội tạng trương phình bên trong tràn qua các vết rách trên cơ thể hắn, được cho là tỏa ra mùi hôi thối có thể làm phân hủy chính thực tại. Nurgle được miêu tả là luôn khom người bên một cái vạc lớn chứa đầy bệnh dịch, ngân nga vui vẻ một mình trong khi pha chế những loại bệnh dịch truyền nhiễm mới để ban phước cho các chủng tộc phàm trần trong không gian thực. Vương quốc của vị thần bệnh dịch bên trong cõi phi vật chất được miêu tả như một khu vườn quái dị với sự hôi hám không thể tưởng tượng được và sự sống đông đúc. Giữa những đầm lầy hôi hám và thảm thực vật nhớp nhúa là bầy đàn quỷ dữ của hắn, luôn nhảy múa và chuyển động. Bản thân vùng đất này có thể tràn vào không gian thực khi có đủ bệnh tật, sự suy tàn và đau khổ tập trung vào một điểm. Sức mạnh của Nurgle có sự biến động lớn nhất trong số các vị thần hỗn ma, thường lên đến đỉnh điểm khi các bệnh dịch siêu hình của hắn tàn phá các vì sao và rơi vào tình trạng sa sút khi làn sóng bệnh dịch bị dập tắt. Tuy nhiên, hắn luôn trỗi dậy trở lại vì sự suy vong là vĩnh cửu. Slaanesh là hoàng tử hắc ám, hiện thân vừa đẹp đẽ vừa đáng ghê tởm của sự sung túc vô độ trong cuộc sống phàm trần. Ata là sức mạnh của sự cám dỗ vô tận, khiến cho ngay cả những khởi đầu đạo đức nhất cũng bị biến đổi và định hình thành thói xấu ghê tởm. Sự kiêu ngạo, dục vọng, tham lam, đối trụy, khao khát, khát vọng đều góp phần nuôi dưỡng sức mạnh của Slaanesh. Thậm chí ngay cả những tình yêu, sự rộng lượng, quyết tâm hay lòng kiêu hãnh quá mức cũng vậy. Nói tóm lại, ngay khi đam mê của người phàm hóa thành sự ám ảnh, anh ta sẽ tôn thờ vị thần dục vọng một cách vô tình. Các mô tả về Slaanesh rất khác nhau, tùy thuộc vào mong muốn tiềm ẩn mạnh mẽ của người thờ phượng hắn. Hoàng tử hắc ám thường được mô tả nhiều nhất trong truyền thuyết của loài người, như là một nhân vật ai nam ai nữ mảnh mai, vô tội, đến mức ngây thơ, nhưng lại có đôi mắt có thể ngay lập tức đánh cắp linh hồn của bất kỳ người phàm nào dám nhìn vào. Lãnh địa của Slaanesh trong vương quốc hỗn ma được cho là một cung điện khoái lạc hùng vĩ nằm ở trung tâm của 6 vùng đất của sự cám dỗ. Mỗi vùng đất trụy lạc này
Thoạt nhìn có vẻ là một thiên đường dành cho vô vàn ham muốn phàm trần khác nhau. Có thể là sự kiêu ngạo, phàm ăn, dâm đãng, lười biếng hay bất kỳ sự ám ảnh nào khác. Trên thực tế, chúng là những cái bẫy của địa ngục nhằm mục đích ngăn chặn những kẻ muốn xâm chiếm lãnh thổ của hoàng tử Hắc Ám và giam cầm họ mãi mãi với sự thống khổ do chính họ tạo ra. Đằng sau những gợn sóng tâm linh biến đổi không ngừng của Warp, những thực thể đáng sợ dõi theo loài người và mọi hành động của họ, những thực thể quyền năng Hắc Ám cổ xưa âm mưu mang đến sự hủy diệt hoàn toàn, tuyệt đối, đến mức cả thiên hà sẽ bị nuốt chửng, chìm vào một vực thẳm bất tận của cái chết và khổ hạnh. Nếu một thảm họa như vậy xảy ra, sẽ không còn hy vọng, chỉ còn lại hỗn mang. Dù cho đế chế nhân loại liên tục bị tấn công bởi các cuộc xâm lược của Xenos và phản bội, thì viễn cảnh tận thế này mới chính là mối đe dọa lớn nhất đang làm các nhà lãnh đạo của Imperium mất ngủ. Mặc dù chỉ có rất ít người trong đế chế hiểu được sự nguy hiểm của những gì đang rình rập trong Warp, âm mưu tiêu diệt loài người, thì chính hoàng đế, vị vua của nhân loại, đã là người đầu tiên nhận ra những nguy hiểm mà Warp, và ngay cả khi bị kẹt trong trạng thái tồn tại bất hạnh của mình, ông vẫn bảo vệ đế chế có sự tàn phá của các ác thần và bè lũ quỷ dữ của chúng. Những chiến binh của loài người làm việc không mệt mỏi để ngăn chặn các cuộc xâm lăng từ Warp vào không gian thực, nhưng họ lại quá ít ỏi, quá dễ bị tổn thương, trong khi các sinh vật của Warp lại vô số kể và trường tồn. Nếu mọi công dân của Imperium đều biết những kiến thức mà tòa án dĩ giáo đang bảo vệ, thì nhân loại sẽ trở thành một chủng tộc của những kẻ điên loạn. Bởi mối họa khủng khiếp của hồn ma là một hiện thực kinh hoàng đến mức không thể chịu đựng nổi đối với những tâm trí phàm trần chưa được rèn luyện. Các vị thần hỗn mang tấn công thiên hà bằng những cách đan xen và dưới những hình thức không ngờ tới. Không ai có thể thấu hiểu hoàn toàn các âm mưu của chúng hay giải mã những hành động phức tạp đằng sau những cuộc tấn công này. Liệu các cuộc thảm sát trên hành tinh Van Horn có liên quan đến một kế hoạch lớn hơn hay đó chỉ đơn thuần là một cơ hội để chúng xâm nhập thực tại? Mục đích cuối cùng của việc tha hóa thống đốc hành tinh Kradus Prime là gì? Những hạt giống tà ác nào đang được gieo rắc trên những thế giới đã từng hứng chịu dịch bệnh xác sống lan rộng khắp thiên hà? Nhân loại có thể hy vọng gì khi đối mặt với một kẻ thù bất chợt, khát máu và quyền năng đến thế? Có một điều chắc chắn là, các lực lượng của ôn mang là vô số và không chỉ bị giới hạn trong Warp. Chính nhân loại đã bị vấy bẩn bởi sự băng hoại của các ác thần. Nhiều kẻ đã mở lòng mình cho sự kiêu ngạo, tham lam và đố kỵ. Những kẻ phản bội bất mãn theo đuổi các mục tiêu ích kỷ của mình mà không hề biết rằng chúng đang góp sức cho một thế lực lớn hơn. Các dị nhân bị ruồng bỏ, che chở lẫn nhau, vô tình nuôi dưỡng một hiểm họa tiềm tàng đang âm ỉ. Tất cả những hành động riêng lẻ này, dù xảy ra trong những không gian và thời gian xa cách, lại đều đang hướng tới cùng một mục tiêu. Đó chính là phá vỡ ranh giới giữa không gian thực và Warp và kéo nhân loại đến với ngày tận thế cuối cùng. Nhân loại không phải là chủng tộc duy nhất tồn tại giữa các vì sao. Kể từ lần đầu tiên du hành vượt ra biên giới của bề hệ mặt trời, nhân loại đã chạm trán với nhiều chủng tộc ngoài hành tinh. Hầu hết trong số này là thù địch, trong khi một số loài chỉ tồn tại trên hành tinh duy nhất. Các nền văn minh phát triển hơn có thể chiếm giữ một hệ sao và thậm chí sở hữu một đế chế trải rộng khắp các vùng không gian rộng lớn của thiên hà. Bản năng của con người chưa bao giờ bao gồm việc chia sẻ thế giới của mình với những kẻ ngoại lai, và xung đột đã luôn là nền tảng để xây dựng các đế chế. Đôi khi, con người và các giống loài ngoài hành tinh buộc phải đối đầu vì các thế giới có thể định cư hoặc tài nguyên thiết yếu. Những lúc khác, họ lại đối mặt với những loài chỉ có mục tiêu duy nhất là nô dịch hoặc thậm chí tiêu diệt nhân loại. Qua các thời đại, đã xảy ra vô số cuộc chiến, những trận đụng độ với mức độ hủy diệt trên quy mô toàn hành tinh và những chiến dịch diệt chủng kéo dài qua những khoảng cách và thời gian vô kể. Bất chấp những áp lực liên miên và cái giá phải trả khủng khiếp về sinh mạng lẫn vật chất, nhân loại đã chống lại tất cả để mở rộng lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, đế chế vẫn luôn bị bao vây từ phía bởi những giống loài ngoài hành tinh quyết tâm nô dịch, lật đổ hoặc tiêu diệt nhân loại. Được Imperium chỉ định chung dưới cái tên Xenos, nhiều chủng loài đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tộc Lacromels đã biến mất, những cá thể cuối cùng của chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn trước cả khi cuộc thập tự trình vĩ đại của hoàng đế kết thúc. Điều tương tự cũng đã xảy ra với tộc Vrak, liên minh Uramethic, Lost, loài Soul Rock và vô số chủng loài khác, bao gồm cả nhiều loài Xenos có bản chất hòa bình và ôn hòa hơn. Sự diệt trừ luôn là cách hành xử tiêu chuẩn của Imperium trước những khám phá về Xenos. Nhiều hành tinh của Imperium đã được chiếm đoạt từ các loài Xenos từ rất lâu và sự tồn tại của chúng dường như đã bị lãng quên. Lịch sử cổ xưa của chúng bị cuốn trôi bởi dòng chảy không ngừng của thời gian. Điều này lý giải cho những công trình kiến trúc bằng công nghệ với thiết kế phi nhân loại thỉnh thoảng được phát hiện bên dưới tầng địa chất,
bị chôn vùi trong suốt nhiều thiên niên kỷ bởi sự bành trướng vô độ của nhân loại. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều loài Xenos khác đang bao vây Imperium. Mỗi năm, các trạm trinh sát, tiền đồn và hạm đội thám hiểm lại phát hiện thêm những sinh vật mới ở những khu vực chưa được khám phá hoặc đang phát triển mạnh mẽ trên các hành tinh lân cận từng bị coi là không tương thích với quá trình phát triển của chúng. Cũng có các chủng Xenos chủ động tiến vào lãnh thổ của nhân loại, có thể là để mở rộng đế chế của chúng hoặc quay trở lại các hành tinh mà chúng từng cai trị, cố gắng giành lại lãnh địa đã mất của mình, hay thậm chí để tìm cách trốn thoát khỏi những mối đe dọa khủng khiếp sắp xảy ra. Những sự xâm nhập như của loài Horus ghê tởm, loài Crave ăn não, loài Traxians với lớp vỏ chitin là những ví dụ điển hình đã để lại những dấu ấn kinh hoàng cho vô số thế giới. Song đây chỉ là một phần nhỏ trong số vô vàn chủng loài đang kỳ sinh trên các hành tinh của thiên hà. Một số chủng tộc ngoài hành tinh này cổ xưa hơn bất kỳ điều gì mà nhân loại có thể tưởng tượng. Chúng đã khám phá ra tiềm năng của các vì sao và xây dựng nên các đế chế liên hành tinh từ rất lâu trước cả khi loài người kịp bỏ ra khỏi đại dương của Terra và tiến hóa. Một số loài khác lại là những quyền lực mới nổi, chỉ vừa mới học cách rời khỏi hành tinh quê hương của mình. Nhưng dù ở mức độ phát triển nào, tất cả những mối họa này đều buộc phải bị tiêu diệt. Vì đế chế nhân loại đã học được từ lâu rằng chỉ có kẻ mạnh mới sống sót và không có sự khoan dung nào có thể tồn tại giữa các vì sao. Trong số các kẻ thù ngoài hành tinh, Eldari hay Elda có lẽ là chủng tộc có mối quan hệ phức tạp nhất với nhân loại. Đôi khi loài Xenos cổ xưa này hành động như một đồng minh, nhưng ở những thời điểm khác, chúng lại thực hiện các cuộc tấn công tàn bạo vào các vùng lãnh thổ của Imperium. Cho đến nay, đế chế con người vẫn tạm thời tránh các hành động xung đột trực diện quy mô lớn với loài này. Điều này một phần vì chúng không phải mối đe dọa thực sự lớn về mặt số lượng so với vô số kẻ thù khác trong thiên hà. Phần vì loài Elda đóng vai trò là đồng minh cũng thường xuyên như khi chúng là kẻ thù, xuất hiện không báo trước trong các trận chiến để hỗ trợ nhân loại. Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất đã khiến đế chế chưa dốc toàn lực tấn công Elda là bởi vì việc đưa chủng tộc bí hiểm này vào tầm ngắm của các đội quân là điều gần như bất khả thi. Chúng dường như có khả năng tiên đoán siêu nhiên để vô hiệu hóa mọi hành động thù địch của đế chế, biến mất như làn sương mù trước ánh mặt trời mỗi khi chúng không muốn giao tranh. Cuộc tấn công duy nhất mà đế chế thực sự chạm đến một thành phố Crab World di động của Elda đã kết thúc trong thảm họa tinh vật máu, dẫn đến sự hủy diệt gần như hoàn toàn của một hạm đội Imperial Navy. Ngược lại, các cuộc chiến chống lại mối đe dọa của loài Xenos da xanh được gọi là Orc lại mang tính chất đơn giản hơn, song lại cực kỳ tàn khốc. Bỏ qua những báo cáo chưa được xác nhận về hoạt động giao thương bất hợp pháp với các phe phái Orc được cho là tồn tại, nhân loại và loài Orc đã là kẻ thù không đội trời chung của nhau trong suốt 10 thiên niên kỷ qua. Với khả năng sinh sôi nảy nở cực kỳ hiệu quả, rất ít hệ sao trong thiên hà tránh được sự hiện diện của chúng. Loài Xenos man rợ và vô chính phủ này nổi bật với bản tính ham mê bạo lực, hung hãn đến mức chỉ những cuộc đụng độ tại đôi cũng có thể nhanh chóng leo thang thành những cuộc xung đột toàn diện. Lịch sử Imperium đầy rẫy những ví dụ về hậu quả của việc số lượng Orc đạt tới những ngưỡng cực đại trên một hành tinh hoặc hệ thống sao. Đó chính là sự bùng phát của những cuộc chiến hỗn loạn với quy mô bao trùm nhiều sector, được gọi là War. Từ cuộc chiến kinh hoàng của The Beast đến cuộc xung đột không hồi kết tại hành tinh Armageddon và sự tàn phá không định ngăn cản của đế chế Charadon đã nhiều lần khiến cho nhân loại phải quay cuồng, thậm chí đã gần như bị khuất phục. Một số mối đe dọa Xenos thậm chí còn cổ xưa hơn cả chính nhân loại. Tiêu biểu có loài Eldari, cũng như kẻ thù truyền kiếp của chúng là Necron. Các sử gia của Imperium biết rất ít về nguồn gốc của chủng tộc máy móc máu lạnh này, và phần lớn những kiến thức họ thu thập được đều đến từ những lãnh chúa kiêu ngạo và thường là điên loạn của chính Necron, khiến cho độ tin cậy của chúng bị nghi ngờ. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là các vương triều Necron đã tự đưa mình vào một trạng thái ngủ đông cách đây nhiều triệu năm, có lẽ nhằm trốn chạy một kẻ thù chết chóc nào đó, hoặc để chờ đợi thời cơ chín muồi cho một cuộc chinh phạt thiên hà. Giờ đây, chúng đang thức tỉnh. Những lăng mộ vô kể của chúng được chôn vùi trong trạng thái ngưng động đã bắt đầu trồi lên từ bên dưới tầng địa chất của các hành tinh rải rác khắp thiên hà. Các thẩm phán quan thuộc Order Xenos luôn cho rằng chúng đã phân hóa thành nhiều phe phái, và do sự tàn phá của thời gian, nhiều lăng mộ Necron đã thức tỉnh trong tình trạng tổn thất nặng nề cả về thể xác lẫn tâm trí. Do vậy, Necron vẫn là một kẻ thù đáng sợ và khó đoán. Các cuộc xung đột như trận chiến tại Damos và Parian Nexus đã chứng minh rằng chỉ có những phản ứng quân sự áp đảo
mới có cơ hội đối đầu được với những các công nghệ bí ẩn và những thực thể thần thánh bị gồng cụ mà loài Necron giải phóng vào chiến trường. Ngược lại, đế chế cũng đối mặt với những mối đe dọa trẻ trung và đầy sức sống hơn, hoặc chỉ mới xâm nhập vào bản đồ thiên hà trong thời gian gần đây. Khi các tàu thám hiểm lần đầu tiên đánh dấu hành tinh quê hương của chủng tộc Xenos được phân loại là Thau, họ chỉ tìm thấy một xã hội tương đối sơ khai, được ghi nhận là cần nghiên cứu thêm hoặc khai thác, rồi sau đó bị phớt lờ hoàn toàn. Nhưng rồi, vào lần tiếp theo Imperium chạm mặt Thau, chúng đã trở thành một đế chế phát triển với nền công nghệ tiên tiến và đã bắt đầu các cuộc bành trướng lãnh thổ quy mô lớn áp sát từ rìa phía đông thiên hà. Làm thế nào mà loài Thau lại có thể phát triển nhanh chóng như vậy là điều nằm ngoài sự hiểu biết của Adeptus Mechanicus và do đó nhanh chóng bị quy là dị giáo ngoại lai. Một câu hỏi cấp bách hơn là làm thế nào để ngăn chặn chúng. Không thể theo kịp tốc độ cơ động nhanh chóng của lực lượng Thau và luôn gặp nguy cơ để mất các thế giới ngoại vi vào tay các nhà ngoại giao Thau hứa hẹn về một sự hợp tác báng bổ giữa con người và Xenos. Một chiến dịch quy mô lớn và cho đến nay vẫn là nỗ lực nghiêm túc nhất của Imperium nhằm diệt trừ mối họa từ loài này, được biết đến là cuộc thập tự chinh Damocles đã được tiến hành. Mặc dù dai dẳng và đẫm máu không kém gì những cuộc diệt chủng Xenos khác mà Imperium đã từng thực hiện, song kết quả tốt nhất của cuộc chiến này chỉ là sự hòa hoãn bất đắc dĩ, bởi lẽ một kẻ thù thậm chí còn khủng khiếp hơn đã xuất hiện. Từ trong màn đêm vô biên của vũ trụ bên ngoài, loài Xenos bí ẩn và háu đói được chỉ định là Tyrannis đã bắt đầu tấn công thiên hà và nhanh chóng chứng tỏ chúng là mối hiểm họa khủng khiếp mới đối với sự sống còn của nhân loại, thậm chí vượt xa mọi mối đe dọa ngoài hành tinh nào khác mà họ từng đối mặt trước đây. Tyrannis tấn công như những bầy đàn côn trùng đột biến vô tận, quét sạch mọi thứ trên đường đi với một cơn đói khát vô độ đối với mọi vật chất sinh học. Thoạt nhìn, chúng trông giống như những loài thú săn mồi theo bản năng, cực kỳ nguy hiểm nhưng dường như vượt giới hạn ở khả năng tư duy. Tuy nhiên, khi càng nhiều nhánh của Tyrannis xâm nhập vào thiên hà, các hạm đội tổ ong của chúng dường như lại thích nghi ngày càng nhanh chóng và trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng gieo rắc các giáo phái đột biến trong xã hội của nhiều thế giới. Và phản ứng đầy mưu mẹo với các nỗ lực tìm hiểu và tiêu diệt chúng. Từ đây, một nhận thức đã lan rộng trong Ordo Xenos rằng những sinh vật này được dẫn dắt bởi một ý thức tập thể khủng khiếp, được chỉ định là Hive Mind, và mục tiêu của nó dường như là tiêu diệt tất cả sự sống trong thiên hà, chứ không phải xâm lăng lãnh thổ đơn thuần. Giờ đây, không chỉ con người mà tất cả các chủng tộc của thiên hà đều đang phải đối mặt với mối đe dọa khủng khiếp này nếu muốn sống sót. Nhưng với The Great Rift đang chia cắt các vì sao và các bề tôi của hỗn mang đang gieo rắc cái chết và hỗn loạn khắp các sector không gian của Imperium, liệu có thế lực nào đủ sức mạnh để ngăn chặn làn sóng Tyrannid không? Trên khắp thiên hà, kẻ thù của nhân loại tập hợp sức mạnh, chuẩn bị cho ngày tận thế mà chúng biết chắc chắn sẽ đến. Nếu so sánh riêng lẻ, ít mối đe dọa nào trong số này có thể hy vọng thách thức được sự thống trị của nhân loại. Nhưng khi kết hợp lại, sự sống còn của nhân loại sẽ trở thành một câu hỏi bỏ ngỏ. Ở một số nơi, chúng rình rập những vùng biên giới yếu thế như thể trò dại. Ở những nơi khác, chúng lại tập hợp thành những bầy đàn xâm lược khổng lồ. Nỗ lực kiềm chế vô số kẻ thù và giành lại những thế giới đã mất vào tay chúng đã từng bước làm khánh kiệt nguồn lực của Imperium, làm suy yếu sức mạnh quân sự, phá vỡ dòng chảy giáo thuế và làm lung lay niềm tin của nhân loại. Các thế giới con người thường cách xa tầm tay của Terra, bị bỏ lại một mình, nhìn ra từ thành lũy của họ và khiếp đảm trước một thiên hà chết chóc. Và vừa rồi là nội dung của part 2 thuộc series về lore của vũ trụ 40K dựa trên các cuốn core book. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau khi phần tiếp theo về lịch sử của Imperium sẽ lên sóng vào cùng khung giờ này. The Emperor Protects.